Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong con hẻm ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có một bếp ăn yêu thương luôn đỏ lửa hơn 2 năm qua. Bếp ăn do những người về hưu lập ra để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và bệnh nhân nghèo. Và chuyện tử tế ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bếp ăn của những tấm lòng nhân hậu này. Bếp Hồng Sẻ Chia là tên gọi của bếp ăn từ thiện do ông Nguyễn Hùng Dũng và những người bạn có cùng tâm nguyện giúp đời lập ra. Nhà riêng của ông là một trong những địa điểm đặt bếp ăn luôn tấp nập bận rộn nấu nướng những phần ăn gửi đến bệnh nhân khó khăn cũng như những hoàn cảnh kém may mắn. Bắt đầu thực hiện là 2 tháng 2 năm 2021 ở quận 10. Nhưng thực tế nếu mà chuyển về đây á, 1 tháng 4 năm 2022. Cái bếp Hồng á, thì thường thường đó là dành cho những người mà hưu trí, sắp xếp thời gian và sau khi mà đưa đón cháu con đó thì ta dành chút thời gian để đến đây phụ việc. Thành viên của nhóm bếp Hồng Sẻ Chia phần nhiều là những cán bộ hưu trí nên nguồn thu nhập cũng hạn chế. Thế nhưng các thành viên vẫn cố gắng dành dụm, quyên góp từ gia đình, bạn bè để bếp luôn đỏ lửa. Nhiều người trân quý tấm lòng của nhóm đã tin tưởng đều đặn gửi tiền, hàng hóa, hỗ trợ, hay nhiều người dù ở xa cũng tìm đến phụ giúp. Người lặt rau, cắt gọt, củ quả, người xào nấu thức ăn, người lại phân chia đồ ăn vào hộp và liên hệ với các bệnh viện để giao thức ăn đến tận tay bệnh nhân nghèo. Chú Dũng đây cần những người nước nấu chai, là chú vô tôi nấu chai là 2022 tới nay. Cũng vui nghe người ta khen ngon là mình thấy mình cũng ngon rồi. Tình cảm, tâm tư, cái tấm lòng của mình đến cho mọi người. Chứ còn bây giờ nói thẳng ra là mình cũng lớn tuổi rồi thì giờ chỉ ở nhà cơm nước thôi, cũng không có điều kiện gì lắm. Chỉ là bỏ chút sức công sức ra để mình giúp cho mọi người được cái gì thì mình giúp thôi. Mỗi suất ăn trị giá dù nhỏ nhưng đã đem đến cho người bệnh món quà tình cảm vô cùng lớn. Hơn hết đó là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần giúp cho họ có thêm sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống, vững vàng hơn để chiến đấu với bệnh tật. Cũng từ đó, những tấm lòng nhân đạo trong cộng đồng được khơi dậy, mọi người xích lại gần nhau hơn. Cơm hoặc mì gói xào có cái gì chú Dũng đem qua cho hết á. Thì cho một lọt 7 hộ ra đây, quà ăn sáng rồi kia quà ăn chiều, mì gói gạo đồ cũng có. Thì bệnh bà hai vẫn có cơm vẫn là mừng lắm, có tiền hả? Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Xem như những người nhãn á, giống như người thân của mình thôi, cố gắng là cho phần là đa số hài lòng hết. Không dừng ở việc vận động và duy trì bếp ăn từ thiện, ông Nguyễn Hùng Dũng cùng những thành viên nhóm bếp Hồng Sẻ Chia cũng thường xuyên đi thiện nguyện ở những vùng sâu, vùng xa, dành thời gian làm những điều ý nghĩa cho cuộc đời, giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với nhóm, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, động lực để cố gắng nhiều hơn trên hành trình thiện nguyện.